cũng 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 giúp được anh em bên đó một một phần, thế là làm rối loạn phía sau, cuối cùng là anh em cũng đã đánh phản kích thành công đấy. Thế thì cả cái thời gian như vậy, sau này thì đấy ông ấy là cũng sau chiến thắng xong là ông ấy động viên là chúng tôi phải đưa quân về. Chúng tôi dẫn đưa quân về, dẫn tù binh về Thanh Hóa. Đấy. Thì trong cái đêm mà dẫn dẫn quân về Thanh Hóa xuống đến chân đèo Pha Đin thì tối rồi, nằm thì tù binh nó đốt lửa tù bung lên. Thế là khi mà tôi đang lúc đó đang nằm đang chịu chịu ngủ nửa đêm nhỉ, thế là cái xe mới đi ở Điện Biên về qua cái đốt lửa, ông hét ầm lên. À, ông ấy hỏi thế nào. À, khổ là mấy cái ông chiến sĩ là báo cáo tiểu đoàn 9 mà lại tiểu đoàn 9 này. À, tiểu trưởng đâu, hè đâu. Ôi giời, lúc đó thì tôi bảo mẹ ông này đến ông quát cho bọt bỏ trà. Thế thì cạnh tôi anh học hài chính trị phó, ông bảo thôi ông ấy đến thì tí ông đi thôi, giờ mà ra thì rách việc này, thế cứ nằm im. Ông quát một lúc không thấy ai cả, rồi chắc là mấy anh em đi mấy ông ấy cũng ngại, không muốn ở đấy đâu. Nói gì đó thế cho nên ông đi đấy. Nhưng mà chứng tỏ là ông ấy cũng bám sát, cũng luôn luôn đi theo dõi, thấy những cái hiện tượng gì là cũng nhắc nhở luôn. Một con người mà rất là sâu sát gần gũi đơn vị. Thế thì đấy, thế thì đối với cái thời kỳ trong chiến đấu ở Điện Biên thì có thế thôi. Còn sau khi mà tôi làm trung đoàn trưởng trung đoàn 176 thì trong huấn luyện nó cũng đến, ông cũng đến vài lần, ông cũng đến vài lần rồi kiểm tra đôn đốc đấy. Và kỷ niệm với ông Lê Quảng Ba thì